coi quá luôn rồi. Tôi thì tắt bếp nha, chứ không để nó trào ra ngồi. Ôi nó thơm lắm luôn á mọi người. Nghe nói là rau này ăn bổ dưỡng này, chắc không phải ăn thôi. Hello mọi người, hôm nay Hương sẽ làm cái món là canh rau đay nấu với cá thác lát. À quên, cái này là cá rô phi, không phải là cá thác lát nha mọi người. Mùa này ở Hương là cái này là cá rô phi này. Hương để Hương ái cái này cho nó lành lành ra, tại vì mới để trong ngăn đá tủ lạnh á. Đây, cá rô phi, chả cá rô phi nha. Nên là mọi người, thì thật ra là cái canh này là lần đầu tiên Hương ăn luôn á. Hương được biết là cái canh này á mọi người, cái rau này nó rất là nhiều hiệu quả, làm mát gan nè, rồi giải nhiệt, rồi ăn cái rau này thì nó nhiều chất dinh dưỡng lắm. Ở Hương thì một bó như thế này nè, một bó như thế này thì bán là 5.000 nè mọi người. Tính ra cái bó nó cũng khá nhỏ chứ cũng không có bự đâu. Ba Hương kêu là cái rau này thì chỉ có ở ngoài miền Bắc thôi, chứ ở Hương thì không có trồng được. Thì hôm nay Hương mua được hai bó này thì Hương về Hương nấu thử cái canh rau đay này thử ăn thử nha. Nghe kêu là ăn mát với lại ăn bổ nữa, nhiều chất dinh dưỡng. Không phải là lúc nào cũng có. Bây giờ thì Hương sẽ lặt cái rau đay này ra nha. Lặt cái phần này Hương nghĩ là sẽ lấy cái phần non nè. Còn cái phần hay là lấy cái lá ta. Lần đầu tiên ăn luôn đấy. Đó. Rồi chắc lấy luôn cái phần lá luôn ha. Đây nha mọi người, bây giờ Hương sẽ cho dầu vô nè. Mục đích là Hương tao cái phần tỏi á. Xong rồi Hương phi tỏi. Rô phi này nè mọi người, mọi người thích thì mọi người chiên sơ cũng được. Tại vì Hương thích chiên sơ qua đó, cho nên là Hương sẽ chiên sơ qua dầu nha. Giống như là mình ép cho nó vàng cán lên đó mọi người, chứ không phải là chiên cho nó chín lên đâu. Chứ không gọi là chiên cho nó giòn, giống như là mình chiên để mình ăn. Mình chiên mình ăn thì nó sẽ khác. Để nguyên bánh như vậy cũng được ha. Nguyên bánh thì thông thường người ta bán cho mình để mình chiên. Và bây giờ mình nấu canh mình chỉ nấu tròn tròn ra. Để vớt cái phần tỏi phi bị cháy ra nha mọi người, chứ để cái nồi canh của mình nó bị đắng. Nồi canh sôi rồi nè mọi người. Bây giờ là cho rau đay vô thôi. Ồ nó thơm lắm mọi người à. Cái này do cái mùi của cá rô phi ta. Còn đây mùi thơm này. Ngọt ngào luôn. Bây giờ thì nêm nếm thôi. Tại vì cái rau nó nhanh chín nè. Nhanh chín nêm nếm cho mọi người. Nêm nếm mà mình ăn thôi nha. Ở Hương mùa này thì cá rô phi hơi nhiều. Tại vì mùa mưa á, thì thông thường người ta sẽ nuôi cá rô phi trong hồ. Từ cái mùa nắng cho tới cái mùa mưa sẽ bắt là cá nó sẽ to. Và con nó sẽ, thịt nó sẽ dai và ngon hơn. Thôi rồi mọi người, nêm nếm theo cái khẩu vị ăn của mình thôi nha. Coi quá luôn rồi. Tôi thì tắt bếp nha, chứ không để nó trào ra ngồi. Ôi nó thơm lắm luôn á mọi người. Nghe nói là rau này ăn bổ dưỡng này, chắc không phải ăn thôi.